Buổi sáng anh em ăn cháo lòng ở Bù Đăng nhé, rất là ngon. Đây sáng sớm mà ta nhậu rồi đấy bà con, sáng sớm ta làm cái canh ta nhậu rồi đó. Đây cái đơn rồi ngồi đây hai chén đi vậy nè cậu. Làm chén không ngon, món gừng tô với lòng rồi mới có 5 giờ sáng thôi mà là mà đông vậy đó. Đây món nè, không có đủ lấy gì gắp đó. Muốn mốt quá ngon, quá ngon luôn. Cháo lòng cao nguyên Bù Đăng, Bù Đăng vùng cao nguyên đất đỏ nha bà con. Sáng năm còn chờ anh em đang ăn sáng rất là khoái khoái nha. Có địa viết có chén tiếng canh nữa đó. Rồi cả nhà ăn sáng nào.